Dạ vâng ạ, em xin kính chào quý khách hàng thân yêu đang theo dõi livestream trực tiếp của Viện Thẩm mỹ Diva bên em. Hiện tại thì em đang thực hiện công nghệ laser alpha touch xóa vùng thâm chân cho khách hàng. Thì được biết Viện Thẩm mỹ Diva bên em đi đầu trong tất cả các công nghệ làm đẹp, ứng dụng cho khách hàng những dòng máy công nghệ cao được nhập khẩu trực tiếp từ các nước tiên tiến. Chỉ khách hàng quyết định lựa chọn Viện Thẩm mỹ Diva bên em là nơi để mình điều trị cũng như là tân trang lại cái vùng da cho khách hàng bên em nhé. Với dòng máy công nghệ laser alpha touch sẽ giúp khách hàng loại bỏ hết được những các khuyết điểm trên vùng da của mình, những cái vùng tối màu như là da mình bị nám, da có tàn nhang, hoặc là các anh chị bị những cái tình trạng như là bị thẹo trên vùng da ha, hoặc là các anh chị đã từng can thiệp đến mình những cái phương pháp xăm chỗ mà các anh chị không muốn để lại trên vùng da của mình, thì các anh chị có thể là lựa chọn cho mình công nghệ này cực kỳ an toàn và hiệu quả cho mình nha. Công nghệ laser alpha touch đã được chứng nhận bởi FDA Hoa Kỳ và công nghệ này hạn chế được tất cả các vấn đề như là đau đớn, khó chịu trên vùng da khi mình sử dụng công nghệ này để điều trị cho khách hàng, và đặc biệt là trong quá trình điều trị không để lại sẹo ha. Với công nghệ laser alpha touch thì bất kỳ những cái hình như là đậm nhạt thì các anh chị có thể đều can thiệp đến cho mình công nghệ này, và bất kể những cái vùng diện tích của mình dù to hay dù nhỏ thì bên em cũng có thể giải quyết được hết và một cách an toàn triệt để cho khách hàng bên em luôn nha. Laser alpha touch sử dụng bước sóng linh hoạt 1064 nanomet và 532 nanomet, cho phép hấp thụ màu sắc trên vùng da mặt, cả những cái vùng bên trong lớp biểu bì, đào thải vùng tối màu, không hề ảnh hưởng đến những cái tình trạng đau gát hay là khó chịu. Đối với công nghệ laser alpha touch trực tiếp tại Viện Thẩm mỹ Diva chi nhánh Gạch Giá Kiên Giang, bên em đang hỗ trợ cho khách hàng giá cả cực kỳ lưu đãi chỉ từ 799.000 đồng, thì các anh chị có thể sở hữu ngay cho mình một buổi điều trị với công nghệ cao như thế này rồi, giải quyết được tất cả các khuyết điểm trên bề mặt da, giúp cho khách hàng tự tin hơn, sở hữu cho mình một thân hình không có khuyết điểm, không có tình trạng bị tối màu nhé. Bây giờ em xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị vào những livestream tiếp theo của Viện Thẩm mỹ Diva bên em nha. Viện Thẩm mỹ Diva, phục vụ từ trái tim.